Thưa quý vị, Algorand là một mạng lưới phi tập trung được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề khó xử của blockchain như tốc độ, bảo mật và tính phi tập trung. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị thông tin toàn tập về Algorand Network và đồng coin Algo. Các nhà khoa học máy tính và giáo sư Shivio Mikali của MIT đã sáng tạo ra Algorand, cho phép bất kỳ ai cũng có thể xây dựng mà không cần cấp phép. Điểm đặc biệt của Algorand đó là mạng lưới được thiết kế với nhiều tính năng độc đáo như thanh toán các giao dịch nhanh chóng, xử lý hơn 1.000 giao dịch trên một giây. Bên cạnh đó, Algorand cũng sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake POS và phân phối phần thưởng trình xác thực cho tất cả những holder coin Algo. Thêm nữa, Algorand có khả năng quản lý các yêu cầu thông lượng cao trong việc sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và các trường hợp khác. Algorand là một blockchain smart contract công khai vào việc staking nên có khả năng lưu trữ phát triển ứng dụng dApp hiệu quả, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng cùng với việc tìm kiếm các giải pháp blockchain thay thế. Mạng lưới này còn cho phép các nhà phát triển sử dụng giao thức Algorand Standard Asset để tạo các token mới hoặc chuyển các token có sẵn sang hệ sinh thái Algorand. Các đặc điểm nổi bật của Algorand. Đặc điểm thứ nhất, yêu cầu tính toán thấp, không cần sử dụng tới các trang trại khai thác, gây tốn nhiều năng lượng. Đặc điểm thứ hai, thỏa thuận nhanh chóng. Những người trong cộng đồng sẽ đồng ý về khối tiếp theo và xác nhận giao dịch có độ trễ theo thứ tự khi mở rộng quy mô. Đặc điểm thứ ba, ủy quyền. Chủ sở hữu token có thể ủy quyền token của họ nếu họ muốn. Đặc điểm thứ tư, xác suất fork cực thấp. Với Algorand, người dùng có thể tin tưởng vào một khối mới ngay khi chúng xuất hiện. Ngay cả khi mạng đang trong quá trình tạm thời phân vùng thì Algorand vẫn sẽ đảm bảo rằng không có người dùng nào có quan điểm khác nhau về giao dịch đã xác nhận. Đặc điểm tiếp theo, tính phi tập trung. Mạng không được kiểm soát bởi một số thợ đào hoặc bộ phận xác nhận bởi những người đề xuất và ủy ban đều được chọn theo một cách ngẫu nhiên. Đặc điểm cuối cùng, quản trị. Những người nắm giữ token đều có thể đề xuất các thay đổi với giao thức và đồng ý về khả năng phát triển của chúng. Cơ chế hoạt động của Algorand. Algorand đã tạo ra một giao thức đồng thuận hoàn toàn mới có tên Proof of Stake PPoS. Dựa trên cơ sở của các giao thức đồng thuận cũ, giao thức này sẽ đảm bảo an toàn của mạng lưới, sẽ gắn liền với sự trung thực của đa số. Mặc dù cùng xuất phát từ giao thức Proof of Stake POS, nhưng Proof of Stake có một vài điểm khác biệt so với Dedicated Proof of Stake DPoS, Nuclear Proof of Stake LPoS và Bonded Proof of Stake PPoS. Cụ thể, PPoS được xây dựng trên Byzantine Agreement BA. Điều này cho phép ảnh hưởng của người dùng đối với việc tạo ra block mới hoàn toàn tỷ lệ thuận với cổ phần của họ trong hệ thống, cũng là số lượng token Algo mà họ nắm giữ. Với Algorand, một block từ khi sinh ra sẽ trải qua hai giai đoạn để được gắn chính thức vào chuỗi. Giai đoạn đề xuất, hệ thống sẽ chọn ra một token ngẫu nhiên. Người sở hữu token này sẽ có quyền được xuất block tiếp theo cho mạng lưới. Giai đoạn bỏ phiếu, sau khi một block mới được xuất lên mạng lưới, sẽ có một hội đồng gồm 1.000 người được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia bỏ phiếu xác nhận block. Điều này giúp cho blockchain của Algorand tránh được các cuộc tấn công vì tất cả là hoàn toàn ngẫu nhiên. Kẻ tấn công sẽ không biết khi nào mình mới có cơ hội để gian lận. Nhờ có hai giai đoạn này, người tham gia không cần chờ đợi 60 phút để chắc chắn giao dịch sẽ không bị thay đổi. Đội ngũ sáng lập của Algorand.
Đội ngũ phát triển Algorand quy tụ đầy đủ những cái tên nổi bật trong ngành công nghệ blockchain, và dưới đây là một vài thành tích đáng chú ý của các thành viên sáng lập. CVO Mikali Seo, là giáo sư kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại trường MIT và cũng là thành viên của Học viện Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Ông đạt được nhiều giải thưởng lớn, nhưng đặc biệt nhất vẫn là giải RSA về lĩnh vực mật mã học và Golden về lý thuyết khoa học máy tính. Navier Isanuna, CTO, thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại trường Harvard, là người đứng đầu Global Software Repository cùng với nhiều chức danh khác. Nikolai Zidovic, giáo sư kỹ thuật điện và khoa học máy tính trường MIT. Ông đỗ tốt nghiệp Đại học Stanford danh giá và trở thành thành viên của phòng thí nghiệm khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Thông tin cơ bản về OnGoCoin. OnGoCoin có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Algorand. Bạn có thể sử dụng chúng để staking hoặc làm phần thưởng cho Relay Nodes. OnGoCoin được dùng với các mục đích. Mục đích thứ nhất, staking bên trong mạng lưới blockchain của Algorand. Mục tiêu của những người dùng này là chỉ định trạng thái của mạng lưới online hay offline. Mục đích thứ hai, làm phần thưởng cho các developer tham gia các chương trình hackathon, các cuộc thi, campaign của Algorand để kết thúc đẩy cộng đồng Algorand cũng như mạng lưới phân phối phát triển mạnh mẽ hơn. Mục đích thứ ba, làm phần thưởng cho Relay Nodes. Giá OnGo ở thời điểm hiện tại là 0,9 USD. Hiện nay đồng OnGo đã có mặt tại khắp các sàn giao dịch trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy đồng tiền điện tử này ở nhiều sàn giao dịch. Tuy nhiên, không phải sàn giao dịch nào cũng an toàn và có tính thanh khoản cao. Do đó, các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn sàn giao dịch. Total Value Lock của Algorand hiện tại hơn 100 triệu USD. Đồng Algorand hiện đã có ứng dụng ví lưu trữ riêng, đó là Algorand Wallet tại địa chỉ wallet.myogo.com, hoặc các bạn có thể download Algo Wallet tại app trên điện thoại smartphone. Các bạn có thể lưu trữ đồng tiền điện tử này tại đây để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, video mang nội dung thông tin và không phải lời khuyên đầu tư. Trên đây là toàn bộ thông tin mà KTV Channel muốn gửi tới các bạn trong video này. Mong rằng các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích về đồng tiền điện tử OnGo. Và nếu thấy video hay bổ ích, đừng quên like, lan tỏa và theo dõi kênh. Xin cảm ơn.